doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn, trong đó tập trung tất cả doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của tỉnh thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Sàn đặc sản địa phương, mô hình phân phối đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử sẽ giúp người tiêu dùng khi có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không còn giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Thưa quý vị và các bạn, an toàn, lành tính với thành phần hoàn toàn từ thảo dược. Đây là những ưu điểm vượt trội mà người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai và sau sinh, đánh giá cao đối với các dòng sản phẩm Âu Mâm. Phụ nữ mang thai và đang trong giai đoạn hậu sản, khi cơ thể có nhiều thay đổi về mặt sinh lý, có yêu cầu khắt khe hơn đối với các sản phẩm dung dịch vệ sinh hàng ngày. Vậy đâu là lý do khiến các dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ này nhận được nhiều đánh giá tích cực đến thế? Tất cả sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Ra đời với sứ mệnh là một món quà từ thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, giúp chăm sóc vùng kín khoa học, phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa hiệu quả. Các dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Âu Mâm hiện đang được rất nhiều chuyên gia cũng như người tiêu dùng đánh giá cao và tin chọn. Với những người phụ nữ mà chăm sóc vùng kín không tốt, đặc biệt là sau những cái lần mà cái vùng kín của chúng ta bị tổn thương, thứ nhất là nó sẽ nhiễm trùng, cái thứ hai nữa là nó không co hồi được tốt như là mình mong muốn nữa. Anh mà không chăm sóc cẩn thận thì nó lúc mà thu hồi lại như cũ, từ khó lòng mà trở lại như ngày xưa. Cho nên là người ta sẽ phải nghĩ ra đến các cái dung dịch vệ sinh phụ nữ. Với Âu Mâm ấy thì nó không phải là một cái sản phẩm mà thông thường. Cái chính là vì nó đã lựa chọn những cái thành phần hết sức là ưu việt và để dành cho ai? Dành cho những phụ nữ có thai, dành cho những người phụ nữ sau sinh. Là tức là họ đã phải điều chế một cách hết sức cẩn trọng với các cái thành phần vừa thủy phân, vừa chống oxy hóa, vừa làm co hồi tốt, và 80% của nó là hoàn toàn là thảo dược, chuyên độ an toàn rất là cao. Ngoài ra là nó cho cái dung dịch sát khuẩn, nó cho là hàm lượng và cái sát khuẩn chẳng như nano bạc, là một cái chất rất là đắt. Thế khi nano bạc nó sát khuẩn rất tốt và nó lại an toàn. Ngoài ra nó đưa vào trong cái sản phẩm cái collagen thủy phân để cái khả năng hấp thu cho các cái tế bào sợi cơ của mình tốt hơn nhiều, thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái phần cố gắng của nhà sản xuất. Dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày Âu Mâm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP theo quy trình nghiêm ngặt. Các loại thảo dược được lựa chọn kỹ lưỡng từ các vùng trồng đạt tiêu chuẩn, trải qua quá trình rửa sạch, ngâm, ủ tối thiểu 60 ngày để tách chiết những tinh chất quý giá đem vào sản xuất. Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về thời gian, nhiệt độ, áp suất đã kết tinh lên những tinh chất quý giá ấy trong Âu Mâm. Sản phẩm giúp làm sạch, dịu nhẹ, kháng khuẩn, chống viêm, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa và dưỡng da vùng kín hiệu quả. Hiện Âu Mâm đang có hai dòng dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày và sau sinh với nhiều hương cho khách hàng lựa chọn và tin dùng. Sản phẩm được phân phối tại nhiều nhà thuốc, đại lý và cửa hàng trên toàn quốc. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái loại sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ khác nhau. Bản thân tôi thì cũng đã dùng qua một số những cái sản phẩm dung dịch vệ sinh khác, cho đến khi dùng đến dòng dung dịch vệ sinh của Âu Mâm thì thực sự là mình cảm thấy rất là hài lòng. Và khi tôi nhập sản phẩm này về để bán ấy, thì nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ khách hàng. Và đấy cũng chính là lý do tại sao mà tôi quyết định tin tưởng và đồng hành cùng với cả sản phẩm Âu Mâm. Tôi đã sử dụng rất là nhiều dung dịch nhưng mà kết quả đem lại không được tốt cho lắm. Nhưng mà từ khi tôi biết đến sản phẩm dung dịch vệ sinh Âu Mâm thì tất cả các tình trạng trước kia là hết hoàn toàn, sạch, thoáng và mùi hôi không còn nữa, đặc biệt là không còn rát giống như xưa. Bây giờ tôi cảm thấy rất là thoải mái khi đi ra ngoài. Bình thường dùng dung dịch vệ sinh thì mọi người rất là hay sợ là bị khô ấy. Nhưng mà riêng dùng cái Âu Mâm này thì mình thấy là cũng sạch mà có độ ẩm nữa, không hề bị khô nhá. Và đặc biệt là mình rất là thích cái mùi hương của nó ấy. Nó là cái mùi hương thảo dược nên là rất là tự nhiên. Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Âu Mâm được sản xuất bởi công ty cổ phần Zoro AIA. Với sự tin tưởng đồng hành từ nhiều đại lý và khách hàng thân yêu trên toàn quốc, Zoro đã vinh dự nhận được giải thưởng top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em do độc giả báo Lao động và Xã hội bình chọn. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Tổng Giám đốc công ty Zoro, vinh dự được trao top 10 giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023. Đó là một câu chuyện, một hành trình xuyên suốt hơn 5 năm qua của Zoro và tôi. Là một dược sĩ, cũng là một người phụ nữ, tôi thấu hiểu những gì một người phụ nữ cần.
ngoài thiên chức làm mẹ, chúng ta bắt gặp ngày càng nhiều hơn hình ảnh những người phụ nữ thành công. Họ tạo dựng được những vị thế riêng của mình trong xã hội hiện đại. Tôi cùng với đội ngũ của Zoro mong muốn tạo ra những dòng sản phẩm thật tinh tế, dành riêng cho phái đẹp, giúp chăm sóc, nâng niu, bảo vệ sức khỏe người phụ nữ bằng những sản phẩm thảo dược thiên nhiên, an toàn và lành tính, giúp cho người phụ nữ thêm mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin, mở ra nhiều cơ hội mới trong hành trình phát triển cuộc đời của chính họ. Thị trường hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, để chăm sóc vùng kín khoa học và ngăn ngừa các bệnh lý phụ khoa, chị em phụ nữ cần chọn được những sản phẩm vệ sinh chất lượng, lành tính và an toàn. Với nhiều ưu điểm vượt trội, cùng chất lượng và tính hiệu quả đã được khẳng định bởi nhiều chuyên gia và người tiêu dùng, sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Omam chắc chắn sẽ là món quà vô giá, đem đến sự tự tin cho phái đẹp.